Vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được phân bổ. Thưa quý vị, vừa qua thì Thành phố Vinh tiếp tục được phân bổ vaccine COVID-19 để tiêm phòng cho người dân. Thế nhưng trong quá trình tiêm chủng, Thành phố Vinh đã đề xuất điều chuyển hơn 4.000 liều vaccine Verocell do tập đoàn Sinopharm Trung Quốc sản xuất sang địa phương khác, và điều này đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Phóng viên VTC đã có buổi làm việc với các bên liên quan để tìm hiểu rõ nguyên nhân. Vừa qua, Thành phố Vinh được phân bổ 66.672 liều vaccine COVID-19, trong đó có hơn 51.000 liều vaccine Verocell của Trung Quốc sản xuất để tiêm phòng 3 đợt cho người dân. Thế nhưng, ngày 22 tháng 10, Thành phố Vinh đã có văn bản gửi Ủy ban dân tỉnh Nghệ An đề nghị điều chuyển hơn 4.000 liều vaccine Verocell sang địa phương khác. Thì từ 15 tháng 10 đến nay thì nhân lực thành phố, chủ yếu là lực lượng của trạm y tế, trung tâm y tế, thì còn tập trung vào cái việc là phong tỏa, rồi là xét nghiệm F1, rồi là lấy mẫu xét nghiệm trong khu phong tỏa, thì cái việc tập trung để tiêm vaccine nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái tiến độ và thời gian hoàn thành. Chính vì điều đó cho nên là chúng tôi đã đề xuất với tỉnh là khi mà hết cái thời hạn tiêm dành cho thành phố rồi á, thì chúng tôi chưa tiêm hết một số lượng vaccine, thì chúng tôi đề xuất với tỉnh là chuyển hơn 4.000 liều vaccine Verocell chuyển cho địa phương khác trong tỉnh tiêm trước. Theo kế hoạch, 66.672 liều vaccine COVID-19 sẽ được thành phố Vinh tiêm từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10. Thế nhưng, sau khi tiêm vaccine được phân bổ với các điểm tiêm chủng trên địa bàn, thì một số bệnh viện đã không thực hiện hoặc tiêm không hết, nên quá trình tiêm chủng kéo dài tới ngày 22 tháng 10 vẫn chưa xong. Hiện hơn 4.000 liều vaccine Verocell đã được Sở Y tế điều chuyển tiêm tại huyện Nghi Lộc và thị xã Hoàng Mai. Đối với cái năng lực mà tiêm chủng của thành phố Vinh thì hiện tại thì một ngày có thể tiêm được 7 đến 8.000 liều tại các cái điểm tiêm cố định tại 25 phường xã của thành phố. Thì đối với 4.000 thì thành phố Vinh chỉ tiêm cho đến một ngày. Tuy nhiên để mà triển khai một số các cái nội dung khác trong cái phòng chống dịch bệnh tại thành phố Vinh trong cái thời gian vừa rồi, cộng với cái vấn đề là yêu cầu báo cáo của Bộ Y tế về cái chiến dịch tiêm chủng trong cái đợt tiếp nhận cái vaccine Verocell này. Thế do đó thì thành phố Vinh cũng đã kiến nghị để điều chuyển cho các địa phương khác để tiêm cho kịp thời để báo cáo Bộ Y tế về cái số lượng vaccine và Verocell được Bộ Y tế phân bố về cho tỉnh Nghệ An. Theo thống kê của Ủy ban nhân dân thành phố Vinh, đến nay, thành phố Vinh đã có 179.366 người được tiêm mũi 1, đạt 72%, 10.055 người được tiêm 2 mũi vaccine COVID-19, đạt 4%. Tính từ ngày 7 tháng 10, ngày ghi nhận ca mắc đầu tiên là người trở về từ các tỉnh phía Nam, đến nay Nghệ An đã ghi nhận thêm 365 bệnh nhân COVID-19, trong đó có nhiều ca trong cộng đồng. Thưa quý vị, ảnh hưởng của các đợt mưa lũ do áp thấp nhiệt đới, từ ngày 24 tháng 10 cho đến nay, tại vùng nuôi tôm hùm lớn nhất cả nước là thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, đã xảy ra tình trạng tôm hùm và cá nuôi chết hàng loạt do sốc nước ngọt, khiến nhiều hộ dân bị thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Ngày 26 tháng 10 là ngày thứ 3 liên tiếp tôm hùm và cá nuôi lồng bè trên Vịnh Xuân Đài thuộc phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu tiếp tục chết rải rác. Trước đó, ngày 24 tháng 10, khi mưa lớn xảy ra, lũ từ thượng nguồn sông Tam Giang đổ về Vịnh Xuân Đài khá mạnh, kết hợp trời lặng gió, mật độ oxy hòa tan trong nước xuống thấp đột ngột, đã khiến gần 8.500 con tôm hùm lớn nhỏ, cùng 1,2 tấn cá các loại, chủ yếu là cá mú và cá bóp của 22 hộ dân trong phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu bị chết trắng. Cá ngừ 5-7 tẻ, tôm chết á. Nhà em sao? Nhà em chết hết sạch à, chết rồi bán không được, thúi hết à. Nước dưới đáy nó bị hư á, xì lên nước nó thiếu oxy nó chết. Ở đây chẳng đây là người chết nhiều lắm, ở đây là chết quá nhiều. Người hao thông chai luôn á. Hiện số lồng nuôi tôm hùm của thị xã Sông Cầu rất lớn, gần 83.000 lồng, mật độ lồng rất dày. Trong mùa mưa bão, việc di chuyển lồng nuôi đi các vùng biển an toàn rất khó thực hiện. Để tránh tôm hùm bị sốc nước ngọt khi lũ đổ về vùng nuôi trước mùa mưa bão, người dân thường chọn cách dìm lồng xuống sâu cách đáy tầm 1 đến 1,5 mét. Và giằng lồng bằng mỏ neo và đá. Tuy nhiên khi dìm lồng xuống sâu, nếu gặp hiện tượng tảo tàn, nồng độ hydro sunfua tăng và mật độ oxy hòa tan trong nước xuống thấp dưới 20 gram trên lít sẽ dẫn đến hiện tượng tôm hùm chết đột ngột. Nhất là theo dõi lồng nuôi, rồi thứ hai nữa là
để điều chỉnh cái độ sâu cho nó phù hợp lý. Nếu tôm mà đạt tôm cá mà đạt kích cỡ thương phẩm thì nên thu hoạch đi, tại vì trong cái mùa mưa bão này giữ lại rất là nguy hiểm. Hiện trên thị trường, tôm hùm xanh có giá khá cao, hơn 800.000 đồng 1 kg, tôm hùm bông là 1,4 triệu đồng 1 kg. Nếu mưa bão xảy ra thì giá trị thiệt hại sẽ rất lớn. Trong khi đó, tại các vùng nuôi tôm của thị xã Sông Cầu, hiện số lồng thủy sản chưa đủ kích cỡ thương phẩm còn khá lớn. Khi mưa lớn kéo dài, áp thấp nhiệt đới và bão xuất hiện thì người nuôi tôm hùm sẽ còn phải đối mặt với rủi ro mà chưa có giải pháp nào thực sự hiệu quả. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay 27 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh ở quận 1 và huyện Củ Chi. Đây cũng là những học sinh đầu tiên của cả nước được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Huyện Củ Chi là đơn vị tiêm thí điểm vaccine COVID-19 đầu tiên cho học sinh từ 16 đến 17 tuổi của Thành phố Hồ Chí Minh. Trong ngày 27 tháng 10, trường tiểu học thị trấn Củ Chi là điểm tiêm duy nhất. Vaccine được sử dụng là vaccine COVID-19 của Pfizer. Trong chiều nay, quận 1 cũng đã tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho 310 học sinh lớp 12 tại trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, cho đến thời điểm này, thành phố đã tiêm được hơn 13 triệu liều vaccine COVID-19 và an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, đối với học sinh cần phải cẩn trọng và chăm sóc sức khỏe và tâm lý cho các em. Được biết, TP.HCM là đơn vị được Bộ Y tế cho phép thí điểm đầu tiên về tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em trước khi cả nước triển khai đồng loạt vào đầu tháng 11 sắp tới. Những ngày vừa qua, nhiều địa phương trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long phát hiện nhiều trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trong đó, không ít các trường hợp được ghi nhận trong công ty xí nghiệp, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh trong khu vực. Theo Ủy ban Nhân dân xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, trên địa bàn xã vừa phát sinh 15 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có nhiều ca nhiễm liên quan đến ổ dịch tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hải sản Mekong tại ấp Tân Thuận A, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Liên quan đến ổ dịch tại xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, làm phát sinh trên 100 ca nhiễm COVID-19. Còn tại tỉnh Bạc Liêu, tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp khi trong 24 giờ qua, tỉnh đã ghi nhận thêm 242 trường hợp có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2 trên địa bàn, trong đó có 55 trường hợp dưới 18 tuổi. Tại tỉnh Vĩnh Long, sáng ngày 27 tháng 10, Giám đốc Sở Y tế tỉnh cho biết trong tối qua, địa phương phát hiện 8 F0 tại một công ty xã Tân Hạnh, huyện Long Đồ. Đây là doanh nghiệp vừa được phép hoạt động trở lại cách đây vài tuần sau khi tỉnh đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 theo phương thức 2 tại chỗ, 1 vùng xanh. Tuy nhiên, sau vài tuần hoạt động trở lại, công ty đã trở thành ổ dịch không rõ nguồn lây. Hiện, nhiều địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long đã tập trung khoanh vùng rộng để xét nghiệm, nỗ lực truy vết, bóc tách F0, sau đó cách ly, phong tỏa ở khu vực hẹp nhất có thể.